Đây là Kim Long. Tao nghe chơi Trua Đe đã chọn Đe rồi. Thử thách liếm ghế. Liếm ghế của Duy Tuân vừa địch. Địch mà địch tháo đường nhưng mà bây giờ liếm đầu dài khoảng cách một găng tay. Vào đi, vào đi. Về đây nhá, về đây. Gàng nhá. Khoan 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 khoan. Cái tay hả? Lưỡi đụng ra ngoài nha mày. Từ ngón út cho tới bỏ tay ra, bỏ tay ra, bỏ tay ra, bỏ tay ra, không lấy mày. Có nước mía đằng ngoài luôn mà. Bỏ tay trái ra, bỏ tay trái ra mà. Ghê. Mày không ngồi đi đâu. Ôi đừng có ngồi nha.